qua đây nha. Đi mãi vậy. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì là đối đầu thì chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe ha cả nhà. Thì hôm nay em sẽ gọi cái nhà món là lẩu thái gà nha cả nhà. Bây giờ cho cả nhà xem nguyên liệu em đây cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là em đã chuẩn bị gà cả nhà nha. Nguyên liệu chính là gà cả nhà. Còn hôm nay em sẽ nấu lẩu thái thì có bịch lẩu thái sẵn cả nhà nha. Thì bây giờ em sẽ niêm nước và nấu nước và đem em dọn thì để cả nhà thôi ăn với bún cả nhà. Đây, vậy bây giờ mời cả nhà theo dõi em vào bếp nha cả nhà. Đó, nhà thấy gà tươi xanh luôn cả nhà. Giờ em sẽ nấu cả nhà, nấu nước lèo cái giờ dọn ra đãi cả nhà nha cả nhà. Vậy bây giờ sẽ bắt chảo lên nha. Nấu cái nước lẩu đó cả nhà. Đó, giờ cho chảo nóng nha, mình sẽ cho vào ăn vô cả nhà nha. Đấy, ốc xíu. Mình thắng lẩu thái giờ thì nó cũng dễ rồi cả nhà nha. Thì cũng có cái bịch lẩu thái này mình chỉ đổ vô mình nêm nếm xương xương lại là lụm nữa cả nhà. Đó. Chảo mình cũng sôi rồi. Giờ mình sẽ cho tỏi luôn cả nhà nha. Xẻo thơm quá cả nhà. Giờ mình cho tỏi mình vàng lên cả nhà nha, thơm quá thơm cả nhà. Giờ mình sẽ tỏi vàng rồi sẽ cho gà vô luôn cả nhà. Đây nè. Đó nha, thấy không? Giờ sẽ cho thịt gà vô mình sấy cho nó săn cả nhà nha. Săn gà lên cho rồi mình mới ok nha. Xẻo quá cả nhà ơi. Đó, sảy của bảy luôn. Rồi gà xăng lên cho rồi nó đổ mình đổ thái luôn cả nhà nha. Thơm quá cả nhà ơi. Hết sảy của bảy. Rồi gà xăng giờ mình sẽ cho mình đổ thái ra vô cho thấm thịt gà luôn cả nhà. Bây giờ muốn ăn lẩu thì cũng dễ hơn, khỏi đỡ nêm nếm ra mua bịch lẩu thái là chiến thôi. Ok cái này nha. Cho quả ớt luôn cái này nha. Đó, thì tăng độ cay nha. Chua chua cay cay nhất cái nách cái này. Đó, mình chọn cho nó săn gà lên. Nó săn lại cái mình đổ nước là nêm nếm lại là nhắc ra là chiến ở cả nhà nha, dễ nhanh gọn lẹ lắm cả nhà ơi, mà ngon lành cành đào luôn. Nói cho nhà xem ở nhà thấy bây giờ mình mới bỏ bịch lẩu thái thì gà, màu gà hay tôm gà đẹp cả nhà nha. Giờ cho nước vô cả nhà nha, gà cũng săn rồi nha cả nhà, cho nước rồi mình nêm nếm xương xương lại là chiến thôi. Đây nha, bây giờ mình đợi đậy nắp đây cả nhà nha. Cả nhà xem là cái màu đẹp cả nhà nha. Đậy nắp cho nó sôi rồi mình nêm lại rồi nhắc ra chiến cả nhà nha. Hôm nay là hết nồi cơm đó rồi, ăn với bún cả nhà nha. Hết sảy của bảy luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, bây giờ mình sẽ mở cho nhà xem soi chưa cả nhà nha. Wow. Giờ cũng có soi cả nhà nha. Đấy. Giờ mình sẽ nêm nếm và nhắc xuống để nhà cả nhà. Cả nhà xem soi cả nhà. Đó, giờ nêm lại là nhắc ra là chiến thôi cả nhà. Hết sảy rồi cả nhà ơi. Cả nhà sẽ cho cái ngò gai vô cả nhà nha.
quá đã cả nhà ơi. Mình dần chút đường với chút muối là được cả nhà nha. Đó. Tại cái nước lẩu nó cũng vừa ăn rồi cả nhà. Nhắc cả đại cả nhà thôi. Kê chiến lên nó. Hết sảy rồi cả nhà. Giờ với niêm lại coi thử vừa ăn cho là chiến thôi cả nhà nha. Quá đã cả nhà. Quá đã cả nhà này. Tê bến cái lỗ gà cả nhà. Quá đã. Giờ mình sẽ nhắc xuống cả nhà nha. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người chú. Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay mình sẽ... Thì bây giờ cho nhà xem thành quả cái lẩu thái gà của mình xong cả nhà nha. Đấy, cho nhà xem này nha. Bữa ăn là mình trộn với rau cần nha cả nhà. Đó. Chúng cái rau cần gà đó, đây là thịt gà với bò viên thôi cả nhà, chỉ có hai món à, chính là gà và chứ phụ là bò viên cả nhà, nhưng mà nhà dùng bữa luôn cả nhà nha. Hai mẹ con tìm yêu thử cái bỏ rau vô cái nè, bỏ rau cần vô. Anh nấu rau nhiều đúng không? Hết sảy luôn cả nhà ơi. Đây. Đây là miếng gà này. Rồi nó bị cho bán. Gà này anh nấu mà tắm miếng bấm cả nhà. Nóng. Đã. Thấm ngon. Nhiều miếng con. Nóng quá trời. Bỏ mình bông. Mà nó ngồi ăn lắm. Rồi làm cái bún với cả nhà. Mà nhà ăn lẩu thái gà mình nha. Cái cây con này cây quá. Cái này mà trời đánh lạnh mà ăn cái này hết sảy luôn cả nhà nha. Vậy mà ở nhà gà cái miếng cá cái nhà đưa nhà nha. Thật rồi. Ăn lắm. Đưa nha. Đâu. Quá đỡ rồi hả? Sắp sảy của nhà qua rồi. Chua chua cái cây. Nước có lắm. Thật ra. Ngon. Mẹ trở lại lạnh ra, mùa lạnh ra đó nhà. Bút ra hết sảy. Tôm nha, tôm truyền thống á. Quá đã. Rau à. Lẩu và rau là số 1 cái nhà em. Cái rau kìa. Chín nóng. Tay quá nè, tay quá. Ăn một chút à. Tại nó mà cay nữa. Lẩu mà rau à, nó sẽ là nhà. Bà cũng bồi viên, bà cái nhà chiên bồi viên nha. Quá đã nhà cao quá. Lắm. Hết thảy luôn. Đời lạnh nặng này, nhiếp lại hết trên nhà. Còn hai đúng không? Cũng ngon. Nó lại. Nhiều quá. Mở trên mà mất ăn. Phải ăn rau cả nhà, lẩu là phải rau vô được.
Thái được cây với ta. Nói chuyện với lại anh này. Cay quá. Anh cả chiếc cái nhà cay á. Còn có chuyện là nhức nát cả nhà. Quá nhức nát. Trời này lạnh lạnh thì y bài cả nhà nha. Gà bài nhà cả nhà, tụi gà nha. Đùi không cả nhà nha. Gà thấy một thịt rồi. Hết sợi luôn nha. Chấm như chấm á. Diễn lên nói cả nhà. Quá lạ. Cái này trời lạnh ăn như vậy luôn, đúng không? Mồ hôi. Mồ lẩu ngọt thì mồ hôi gai lắm nha. Mồ này của tôi mềm lắm đó. Đã, nửa con. Bữa đâu vậy? Lẩu này gai rồi, số 1 cái nhà nha. Để mấy ngồi riêng của nhà. Ngồi riêng, để ngồi giấc ngoài cho ngồi nè con. Mà để ngoài cho nguội ăn ha, đúng không? Để lên nè. Hai một cái vô luôn nè. Nguội, vừa chín. Ok à? Nóng ăn, tỏi ăn được không? Nóng á. Dầm nữa cho nó nghe rồi. Cái này là xào cũng ngon. Cái này xào thì bỏ á, cũng ok á. Cái này xào thì bỏ cũng ngon. Mới ở nhà. Cả là thôn. Chua chua cay cay mà đã đó nhà ơi. Uống nước coca đó nhà. Tráng miệng coca vậy. Ừ. À. Hey, có uống miếng nước được cay vậy. Và đặt đi ra uống đó. Thực chiến đấu đi. Không có. Nè, thực giả đó nhà. Và đã. Có lạ. Cho anh cho. Nổ gào vào nước. Cái anh ngồi khắp bên ngồi con. Cái gọi nha. Làm một tô truyền thống đấy. Mời nhà miếng bò viên thì kết thúc video cả nhà nha. Dạ, kết thúc video tại đây cả nhà nha. Chúc cả nhà bữa ăn ngon, nhiều sức khỏe cả nhà. Bye. Chào mọi người, bye bye. Bye bye.